Xin kính chào toàn thể quý anh chị và mọi người. Em xin được giới thiệu, em là Nam Bin, đại diện bán hàng của sàn ô tô Mỹ Đình. Ngày hôm nay thì bên em vừa về một mẫu xe trong phân khúc 7 chỗ 5+2, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Và đây là chiếc Honda CRV phiên bản 1.5 Turbo bản L cao cấp nhất. Chiếc xe này của em là sản xuất năm 2019, màu trắng, nội thất màu đen. Và xe lăn bánh đúng 7.000 km mọi người nhé, cực kỳ mới. Và xe là biển số thành phố mặc định, đăng ký lại Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và xe thì em đã rút hồ sơ gốc, việc bấm biển sang tên chỉ trong vòng 1 ngày là xong ạ. Về CRV bản L là bản cao cấp nhất thì sẽ được trang bị dải đèn full LED. Đó, LED daylight và có LED gầm. Bản L là bản cao cấp nhất sẽ trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Và đây là ngoại thất của chiếc Honda CRV này. Toàn bộ sơn zin cả xe 100% luôn ạ. Tất cả những mép cửa, mép cản rồi đường gân đều tăm tắp. CRV bản L thì được trang bị cốp điện nhé mọi người nhé. Ở hai phiên bản G và E thì sẽ không được trang bị cái option này. Đó. Về chất lượng của chiếc xe này thì em cam kết 100% là xe không bị đâm đụng hay va chạm ngập nước. Mọi người có thể kiểm chứng qua những cái chi tiết như là ốc cốp này, rồi keo chỉ, rồi những cái phần xương. Xe về đến salon thì bên em đã kiểm tra và kiểm định chất lượng và cam kết cho mọi người bằng văn bản. Đó. Phần đèn hậu của CRV được thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là vừa vặn và rất là nhã nhặn. Đặc biệt là ở Honda CRV form mới này thì đã được trang bị một dàn lốp Michelin Primacy SUV cực kỳ êm ái. Và bây giờ thì em sẽ mời mọi người vào thăm khoang nội thất của cái chiếc xe này. Đây là chất lượng, chúng ta có thể đánh giá qua những cái chi tiết keo chỉ, ốc. Đó, nội thế. Hàng ghế thứ 2 này thì có thể trượt lên trượt xuống được nhé mọi người nhé. Đó. Khi mà mọi người ngồi hàng ghế thứ 3 thì có thể kéo cái hàng ghế thứ 2 này lên để giúp hàng ghế thứ 3 ngồi thoải mái hơn. Và xe được trang bị cửa sổ trời, cửa gió điều hòa. Từ những cái chi tiết nhựa này mọi người nhìn nhé, bậc lên xuống này còn nguyên sần luôn, rất là mới. Xe gần như là mới tinh luôn. Ly lông ở trên xe thì vẫn còn rất là nhiều. Vâng, và đây là chính là cái khoang lái của chiếc Honda CRV 1.5 Turbo bản cao cấp nhất này. Xe được trang bị tất cả những cái chi tiết gương kính chỉnh điện rồi, lốc auto rồi, vô lăng cần số, ghế da, ghế chỉnh điện rất là mới. Để kiểm chứng cho cái chất lượng của chiếc xe này thì bây giờ em sẽ mời mọi người đến với khoang động cơ của chiếc Honda CRV này. Hoàn toàn là một lớp bụi nhẹ bám mỏng ở trên bề mặt thôi. Từ lúc mua mới đến bây giờ nó vẫn như này. Đó. Về những chiếc xe Honda thì chúng ta rất dễ xem về những chi tiết đánh dấu sơn. Trước khi xuất xưởng của nhà sản xuất, họ sẽ đánh dấu lại và đã được kiểm định lại hết rồi. Từ ốc capo rồi keo chỉ hoàn toàn nguyên bản 100%. Hiện tại thì Honda CRV bản cao cấp nhất năm 2020 bây giờ là xe lắp ráp, và chiếc này của em là xe nhập khẩu. Thì chiếc xe này của em, chiếc xe lắp ráp bây giờ hiện tại lăn bánh là 1 tỷ 160 triệu đồng. Với chiếc xe này của em sẽ tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng so với xe mới bây giờ. Và cái chiếc xe này thì không khác gì xe mới. Quý anh chị nào đang có nhu cầu về một chiếc Honda CRV bản cao cấp nhất siêu lướt thì có thể qua địa chỉ 86 Trương Công Giai, sàn ô tô Mỹ Đình để có thể xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng của chiếc xe này. Em đang chào bán chiếc này với giá là 1 tỷ 025 triệu đồng. Xe là biển số tỉnh. Và giá trên đây còn có thể thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ em.